tâm tình hết sức là cảm động. Tôi viếng thăm ngôi nhà này là nhà của vị Đăng Kính, về tôi tớ của Chúa Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Từ trời Ngài ban phép lành cho quê hương này, cho đất nước này, và cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của dân tộc Việt Nam. Fernando Cardinal Filoni, Bộ trưởng Bộ Phúc âm hóa các dân tộc, 22 tháng Giêng 2015.